Xin chào tất cả các bác nhé. Ngày hôm nay thì là em có khoảng độ hơn một chục đôi JBL 6120MK2. Ở đây là một trong những phiên bản có thể nói là tiếng của nó cực kỳ sáng và ấn tượng các bác nhé. Rất là ấn tượng. Được sử dụng côn 63 từ 156. Công suất của nó khoảng 400 đến 1200W. Và tép của nó là tép sử dụng tép 450 các bác nhé. JBL 6120MK2. Và em đang để cho bác là 2.900.000 đồng, và trong clip duy nhất trong ngày hôm nay là để cho các bác là 2.700.000 các bác nhá, 2.700.000 đồng, là giá này là giá tại xưởng tại kho rồi, không thể nào mà rẻ được hơn nữa đâu. Có một chút gửi đến cho các bác gọi là dịp Tết năm nay. Con này thì sẽ bảo hành cho các bác là 2 năm các bác nhá, với câu hình này em bảo hành cho các bác là 2 năm. Đấy, cái này là nhôm các bác nhá, nhôm rất là chất lượng, hàng chất lượng nhập khẩu các bác nhá, giá rất là rẻ rồi. Và thiết kế của nó thì cũng rất là đẹp, các bác có thể nhìn thấy ở trên màn hình. Các bác để vào căn phòng nhà các bác thì nó sẽ rất là đẹp. Lỗ thông hơi ở phía sau tạo cho một tiếng bass gọi là sâu hơn các bác nhá. Và côn này là côn 63 thì các bác có thể hát rất là hay, tiếng của nó cực kỳ sáng, nó không có cái độ gằn của mic các bác nhá. Những cái loại loa công suất lớn thì thường là sẽ có cái độ gần ở mic, nó bass 40 chẳng hạn, thì nó sẽ bị động tiếng. Đấy, rất là đẹp đúng không ạ? Rồi ok các bác nhé, 2.700.000 đồng, và duy nhất trong một ngày hôm nay có khoảng 1, 2, 3, 4, 5, khoảng 6 đôi các bác nhé. Cảm ơn tất cả các bác, và các bác nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký kênh giúp em. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ.